bố mẹ ơi, đây là nhà ăn học sinh, con làm ở trong này đấy, kiểu như thế. Đây là cửa vào, bàn, cái chỗ này là chỗ để salad, nhưng mà bây giờ chưa có gì. Và chỗ này rất là nhiều thứ, kiểu như là xì dầu rồi nước tương rồi mayonnaise. Chỗ này là chỗ để cốc, và bình thường thì bánh sẽ để đây, để hoa quả. Chỗ này sẽ ăn xong thì sẽ để đĩa, dao thìa, cốc thì úp xuống. Chỗ này lấy đĩa, lấy đĩa xong thì sẽ xếp hàng vào đây rồi ăn. Hết rồi.